26. Còn đợi gì? Ra tay đi! Hoàng... Hoàng Phổ tiền bối! Ê! Hắn đánh ngươi! Ngươi tới đụng vào ta sao? Vì ta đánh ngươi! Ngươi đụng hắn đi! Hả? Sao lại là ngươi? Rốt cuộc ngươi là Dương Mục Lâu hay là Hoàng Phủ tiền bối vậy? Ta là Dương Mục Lâu, cũng là Hoàng Phổ Tùng. Nhưng mà thân phận thật sự của ta không phải Dương Mục Lâu, cũng không phải là Hoàng Phổ Tùng, mà là cha ngươi Thiết Côn Lôn. Khai Sơn Đao Pháp lâu quá không thấy, ngươi là gì của Thiết Côn Lôn vậy? Ngươi biết võ công của tiên phụ ta sao? Tiên phụ? Nói vậy thì ngươi là con trai của Thiết Côn Lôn sao? Cái gì? Ngươi? Ngươi là cha ta? Không, không thể nào. Cha ta chết từ lâu rồi. Cha ta đã chết ở trong đại quân của An Lộc Sơn rồi. Phải, ta đã chết rồi. Nói chính xác hơn thì Thiết Côn Lôn năm xưa đã chết rồi. Chết ở trong đại quân của An Lộc Sơn rồi. Nhanh lên, mau lên đi. Đứng lại. Đứng lại, bắt lấy hắn. Mau bắt lấy hắn. Đứng lại, bắt lấy hắn. Mau đứng lại. Đứng lại. Đi. Trong lúc ta rơi xuống vực thẳm, cảm thấy vô cùng thê lương. Võ công cái thế cái gì chứ đều như mây khói, không thể đánh lại được đại quân của An Lộc Sơn. Kể cả con của bản thân cũng không thể giữ được, sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chỉ bằng chết quách đi cho xong chuyện luôn cho rồi. Nhưng mà thật không thể ngờ, ta rơi xuống đó cũng không chết. Ah!
Tên sơn tặc này dám chạy tới đây ăn trộm đồ ăn, còn làm bể hết nhiều đồ của ta như vậy, để ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi nè, ta đánh chết tên sơn tặc nhà ngươi nè, cho người chết nè, cho người chết nè, ta đánh chết ngươi nè, ta đánh chết tên sơn tặc nhà ngươi nè, sơn tặc, cho người chết nè, ta không phải sơn tặc, chết đi, chết đi, tên sơn tặc, cho người chết nè. Qua đây coi nè, sơn tặc bị bắt rồi, mọi người mau tới đây, sơn tặc tới đây rồi, bị ta bắt lại rồi đó. Mọi người mau tới đây coi đi. Đúng rồi. Mau tới đây coi tên sơn tặc nè. Đánh chết hắn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đánh chết hắn đi. Mau tới đây coi đi. Đúng rồi. Mọi người im lặng. Mọi người im lặng. Chính là tên sơn tặc này thường xuyên tới trộm đồ ăn. Lần trước con gái của Lao Dương bị hắn ta cưỡng hiếp nữa đó. Không phải. Đúng vậy, đúng vậy. Ta là Thiết Côn Lôn. Ta không phải sơn tặc mà. Thiết Côn Lôn cái gì chứ? Thiết Côn Lôn là cái thá gì? Hắn chính là sơn tặc. Ta không phải sơn tặc. Cho hắn chết đi. Đúng rồi. Đánh đi. Đánh hắn đi. Chạy đi. Khắp người bị thương nặng như vậy mà còn sống sót được, đúng là một kỳ tài mà. Lúc người mặc áo đen đó tới dẫn ta đi khỏi, ta vui mừng tột độ. Ta được cứu rồi, ta không cần phải chịu đựng và làm trò chơi của cái bọn tiểu nhân bí ổi kia nữa. Nhưng thật không ngờ, ta lại rơi vào một địa ngục đáng sợ hơn nữa. Diêm vương của địa ngục đó chính là Dương Mục Lào. Tên Dương Mục Lào đó võ công cao cường, tinh thông dược lý. Hắn đã làm rất nhiều loại thí nghiệm trên cơ thể của ta. Suốt một năm trời lận đó, ta đã chịu dày vò. Từ trên xuống dưới, mỗi một miếng xương cốt đều bị hắn làm gãy, sau đó nối lại. Mỗi một miếng thịt đều bị hắn ta cắt ra hết rồi, sau đó mai giá lại. Cho tới một năm sau, cuối cùng ta cũng tìm được một cơ hội của mình. Ở trong sơn động của Dương Mục Lào đã cất giấu rất nhiều bí kíp võ công và đơn dược mà hắn dốc hết sức bào chế. Ta ở trong cái sơn động đó vừa uống thuốc
và học được những cuốn bí kíp võ công. Từ từ thì ta trở thành một người thân kỳ, một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh. Lúc ta đi khỏi cái sơn động đó, trong lòng tràn đầy thù hận. Ta muốn báo thù, ta muốn trả thù. Ngươi muốn những người ở trong thôn đó phải chết hết sao? Phải. Kể cả trẻ con tao cũng không tha cho. Tại sao hả? Tại vì họ đã từng sỉ nhục ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, Thiết Côn Lôn ta từ nhỏ tới lớn chưa từng nghĩ tới lợi ích của riêng bản thân mình. Ta đường đường chính chính là một hiệp khách giang hồ, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác hết. Một người chỉ biết sống vì chính nghĩa mà thôi. Một người giống như ta, vào lúc tính mạng gặp phải nguy hiểm thì ta nhận được sự báo đáp như thế nào hả? Kể từ lúc đó ta đã thay đổi rồi. Ta không còn là Thiết Côn Lôn nữa. Ta chính thức trở thành Dương Mục Lao rồi. Ta phát hiện trên thế gian võ công lợi hại nhất chính là quyền lực. Quyền lực sẽ cho người vinh hoa phú quý. Quyền lực khiến người muốn làm gì cũng được hết. Vì vậy sức mạnh của quyền lực là lớn nhất đó. Cho nên người đã về phe của An Lộc Sơn à? Đúng vậy. Đương kim thiên hạ, ngoài hoàng đế Lý Gia ra thì sức mạnh đáng để mượn nhất chính là của An Lộc Sơn đó. Tiên sinh, võ công phi phàm, cho hỏi quý danh là gì? Thảo dân Dương Mục Lao, nguyện giúp đỡ An tướng quân một tay. Dương Mục Lao? Đúng vậy. Được, Dương tiên sinh, kể từ hôm nay ông hãy đi theo bên cạnh của ta. Dạ, đa tạ An tướng quân. Vì quyền lực, người dám nhận giặc làm cha? Người sai rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Ta và An Lộc Sơn thù sâu như biển, giết chết hắn đúng là quá hời cho hắn ta rồi. Ta phải ép An Lộc Sơn nổi dậy tạo phản, sau đó lợi dụng con trai của hắn là An Khánh Tử trừ khử hắn ta, để hắn ta chết ở trong tay của con trai hắn. Báo thù như vậy so với việc hắn chết trong tay ta càng sảng khoái hơn rất nhiều lần, càng há giận hơn rất nhiều lần. Người nói bậy. Người làm những điều này hoàn toàn không phải vì muốn báo thù. Người chỉ vì lợi ích của bản thân người. Nếu chỉ vì báo thù thì sao người phải giết nghĩa phụ và sư mẫu ta? Ngươi chỉ vì bản thân của ngươi thôi, vì quyền lực của bản thân ngươi thôi. Ngươi nói đúng lắm. Bất kể là ai, chỉ cần cản trở ta thì ta sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn họ. Tại sao ngươi không giết chết ta chứ? Hả? Giết chết ta đi. Ngươi không phải là chướng ngại vật, mà ngược lại, ngươi chính là con trai của ta. Ta chiếm lấy giang sơn này, sau này đều để dành hết cho người đó. Ta cứ tưởng là con ta đã chết rồi,
cho tới ngày hôm đó, ở trong an phủ của Trường An, lần đầu tiên ta gặp ngươi, thì ngươi sử dụng khai sơn đạo pháp. Ta đã nhận ra được, ngươi chính là con trai của ta. Vào lúc đó là khoảnh khắc vui mừng nhất trong suốt 20 năm qua của ta. Ta có con trai, giang sơn mà ta chiếm được có thể truyền lại cho con cháu của ta rồi. Vì vậy sau này mấy lần ngươi dùng thân phận hoàng phủ tôn cứu ta, đồng thời truyền thụ võ công cho ta, đúng vậy. Ta nói thiết Ma Lạc à, An Khánh Tự hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tay của ta rồi. Đợi ta tiêu diệt luôn hoàng đế Lý Gia, chiếm được đại đường, ta sẽ phế hắn đi. Tới lúc đó thì ta chính là hoàng thượng, người chính là thái tử, thái tử Ma Lạc. Thiên hạ này sớm muộn có một ngày cũng thuộc về ngươi mà thôi. Không, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng lõa với nhà ngươi đâu. Ta biết mà, ta biết mà. Ngươi nghe thấy được tin này nhất thời khó mà chấp nhận được. Không sao hết, ngươi cứ ở trong đại lao này yên tĩnh mấy hôm đi nha, tự động sẽ suy nghĩ kỹ càng mà thôi. Hả? À, được rồi, ta phải đi đây. Con trai, từ nay trở đi ta không muốn che đậy khuôn mặt của ta nữa. Tiền bối đối với khai sơn đao pháp nhà ta quen thuộc lắm sao? Trời ơi, tất nhiên quen thuộc rồi. Lúc đó thì ta và cha cậu hai người ngày nào cũng thi đấu với nhau hết, sao mà không quen được. Vậy ta muốn thỉnh giáo chiêu thức ở trong đao pháp, phải làm sao mới có thể tìm được tiền bối đây? Trời ơi, cái thằng ngốc này, mau đứng lên đi. Cậu thật sự quỳ lại sao? Con không phải tùy tiện quỳ lại đâu. Không giấu tiền bối, trước giờ con không biết phụ thân có bộ dạng ra sao. Trước đây trong giấc mơ cũng nhìn không rõ được khuôn mặt. Khởi bẩm định công, tiểu nhân dò la được không đó, thiết tướng quân đã cứu Dương cô nương ở trên pháp trường cái đó. Gì bây giờ thiết Ma Lạc đang ở đâu? Không rõ tung tích. Ê, ngài xem, đã qua mấy ngày rồi không có chút tung tích gì. Không lẽ Ma Lạc đã rơi vào tay của Dương Mục Lao rồi sao? Hàng đại hiệp, lệnh công, tôi thấy tôi phải đi tới Lạc Dương một chuyến. Không được, không được. Thành Lạc Dương là sào huyệt của bọn phản quân, phòng thủ nghiêm ngặt, một mình ông đi tới đó rất nguy hiểm. Ma Lạc và Khắc Tà đi được, tại sao tôi không đi được chứ? Vậy Lâm đại hiệp, không phải là không đi được, mà là bây giờ thiên hạ đại loạn, cuộc thế của Linh Võ cũng rất nguy cấp. Quách Lệnh Công là trụ cột chính trong việc phục hưng của đại đường. Đại hiệp ở lại Linh Võ hỗ trợ Lệnh Công, đề phòng bọn tiểu nhân bị ổ như bọn Tinh Tinh Nhi tới đây làm hại ngày ấy, trách nhiệm trọng đại lắm. Đúng vậy. Chỉ phân cô nương nói cũng có lý, nhưng mà Ma Lạc, Ma Lạc ca ca võ công cao cường, là người nhân hậu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng mong là vậy. Cha tìm con có chuyện gì? Chị Phân à? Dạ.
Đây, con cầm lấy cái này đi. Ừ. Đây là thuốc trị vết thương, trên đường sẽ dùng tới. Cha nói gì vậy cha? Ê trời, không phải con muốn tới Lạc Dương tìm Mã Lạc sao? Có phải không hả? Ừ. Sao cha lại biết vậy? Ôi trời, ta là cha của con, còn giấu được ta hay sao? Trong lúc khuyên nhủ Đoàn đại hiệp là ta đã hiểu rồi. Nè, cầm lấy đi mà. Cha, cha không ngăn cản con đi sao? Chuyện mà con đã muốn làm, cha có thể cản được sao hả? Nào, ngồi xuống đây. Ta chỉ muốn hỏi con, Ma Lạc vì muốn giúp đỡ Dương cô nương nên mới tới Lạc Dương. Dương cô nương bây giờ đã không còn là Dương Yến Vũ của ngày xưa nữa. Cô ấy là Sử Hồng Mai, là con gái của Sử Đại Hiệp. Nếu tâm đầu ý hợp với Ma Lạc thì không ai có thể ngăn cản. Tới lúc đó thì con phải làm sao mới được đây hả? Cha, chuyện tình cảm trai gái không thể nào miễn cưỡng được. Nếu như Ma Lạc ca ca một lòng muốn được ở bên cạnh Yến Vũ tỷ tỷ thì con chấp nhận. Chỉ Phân à, nếu đã như vậy con dẫn tới Lạc Dương tìm họ sao hả? Con gái ngoan của ta. Tuy Dương, lương thảo không còn nhiều. Khoảng thời gian này toàn bộ lương thực ở trong thành đều tập trung ở đây cung cấp cho binh lính thủ thành. Nhưng mà cho dù là như vậy, một ngày binh lính chỉ có thể ăn 2 bữa cơm. Lương thảo còn lại ở đây cũng chỉ đủ dùng cho 3 ngày. Trước mắt trong thành sắp hết lương thực rồi. Không có lương thực thì làm sao mà thủ thành? Đúng vậy. Bây giờ cần phải phái người đi tới Linh Võ vận chuyển lương thảo. Để ta đi làm đi. Sao hả? Chút chuyện này ta cũng không làm được sao? Ta đang nghĩ huynh có còn là không công nhi của trước đây không? Trước đây huynh rất sợ rắc rối, chuyện gì cũng từ chối đi làm hết. Bây giờ thì vì chuyện của người khác huynh không sợ rắc rối nữa. Ta không phải vì bá tánh trong thành đâu nha. Bá tánh trong thành thì có liên quan gì tới ta chứ? Ta mặc kệ đó. Ta chỉ muốn giúp muội thôi. Ta chia sẻ với muội. Được rồi. Cho dù huynh thừa nhận trong lòng có bá tánh xã tắc cũng không phải là chuyện mất mặt. Ta đâu có. Khởi bẩm hạ tướng quân. Chuyện gì? Mới vừa nhận được bồ câu đưa thư từ Linh Võ, mời tướng quân xem. Lui đi. Tới giờ Ma Lạc chưa về, không rõ tung tích. Sao vậy hả? Thiết Ma Lạc vẫn không rõ tung tích. Lâu vậy rồi vẫn không có tin tức. Không lẽ ở trong Lạc Dương sao? Hay là huynh đi Lạc Dương dò la tung tích của Thiết Ma Lạc? Vậy ai sẽ đưa thư tới Linh Võ? Ta đi. Không được, trên đường đi nguy hiểm lắm. Cũng không nguy hiểm bằng việc huynh vào hang cọp. Huynh tới Lạc Dương tìm người, ta tới Linh Võ mượn binh. Sau khi huynh tìm được Thiết Ma Lạc cùng huynh ấy tới Linh Võ, tới lúc đó chúng ta gặp nhau ở Linh Võ. Được. Hoàng thượng. Á phụ. Hoàng thượng ra lệnh giết chết Thiết Ma Lạc hay sao vậy? Đúng vậy. Tên tiểu tử Thiết Ma Lạc đó, hắn đã quá ngông cuồng rồi. Trẫm nghĩ giữ lại hắn thì cũng không có tác dụng gì. Chi bằng chúng ta giết chết hắn cho xong. Hắn có tác dụng với ta lắm đó. Nếu ta không cho phép thì không ai được giết chết thân ta hết.
Á phụ. Á phụ à. Á phụ, cái tên Thiết Ma Lặc đó chẳng qua chỉ là một đô quý nhỏ nhoi của Lý Đường. Ông hà tất phải để ý tới hắn làm gì hả? Ha, hoàng thượng, tôi biết rằng người muốn giết hắn đó là gì. Người muốn trút giận về việc đã mất đi Dương Yến Vũ. Nhưng mà tôi vẫn phải nói lại lần nữa, nếu tôi không cho phép thì không được giết chết thân ta. Nè, hoàng thượng, thần đi trút giận giùm người. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay, không phải ngươi oai phong lắm sao hả? Đánh ta đi, đánh ta đi. Đánh ta đi, đánh ta đi, đánh ta đi. Ngươi đánh ta bao nhiêu lần ta đều nhớ hết. Trả lại cho ngươi 100 lần. 100 lần. Dừng tay. Thái sư, thái sư, sao ngài lại tới đây? Mấy hôm nay hắn sao rồi hả? Không ăn gì cả, đã tuyệt thực 3 hôm rồi. Các người lùi xuống đi. Dạ. Dạ. Tại sao con lại tuyệt thực vậy? Muốn chết hay sao? Đúng là đồ vô dụng. Tại sao con không có chí lớn như vậy hả? Nếu như ngươi thật sự là phụ thân của ta thì xin ngươi hãy làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân đi. Con yên tâm đi, ta sẽ tròn trách nhiệm của một người phụ thân. Nói đi, muốn ta làm gì hả? Giết ta đi, mạng của ta là người ban cho mà. Ngươi hãy tới lấy lại đi. Con thật sự không muốn sống rồi sao? À, đúng vậy đó. Được, ta tác thành cho. Người đâu? Có. Chết rồi. Đem thi thể này cho ra chỗ bỏ xác ở ngoại thành đi. Thái sư, chẳng phải ngài nói không muốn hắn chết sao? Nhiều chuyện. Nhanh lên, lôi đi. Ngươi đắc ý sao? Sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rơi vào tay ta. Mau lên. Mau chôn hắn ở đây đi. Mau lên. Mau. Mau lên đi. Mau lên.
Ngươi làm mau lên, mau lên đi. Được rồi, sang bằng đi. Sang bằng đi, mau lên. Mau lên, lên. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi. Ngươi muốn làm sao hả? Ta muốn còn biết được mùi vị của cái chết. Ta sẽ không đổi ý đâu. Con sẽ giác ngộ thôi. Bất luận ta có chết bao nhiêu lần, ta cũng không chọn việc đi cùng một con đường với nhà ngươi đâu. Bởi vì đi chung với nhà ngươi còn đáng sợ hơn chọn cái chết. Sẽ có một ngày con sẽ giác ngộ ra thôi. Sẽ không có ngày đó đâu. Con đi đi. Đừng bỏ quên thiết gia đao này. Bất luận thế nào, chúng ta cũng là người nhà. Ta vẫn là phụ thân của con đó. Có chuyện gì vậy? Mau tới đây, mau tới đây. Hả? Mau lên, mau lên. Mau tới xem. Xem kìa. Hả? Hắn ta vẫn còn sống. Hả? Mau dìu hắn vào trong hả, nhà được. Đi. Dìu vào trong nhà đi. Hả? Nào. Tỉnh là tốt rồi. Nào 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 nào. À, nè nè nè. Từ 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 từ. Nào nào nào. Uống đi. Nào. Nè. Mấy ngày rồi cậu không có ăn gì. Cậu hãy uống chén nước đường này đi. À. Nào. Uống xong chén nước đường này, nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa, lát nữa ăn thêm chút đồ ăn. À, đưa đây, đưa đây. À. Không làm phiền nữa. Đa tạ đại ca, đại tổng.
ta còn phải lên đường ngay. Đây là nhà của ta, cậu đừng khách sáo. Tiểu huynh đệ, sức khỏe cậu chưa ổn mà. Ta thấy cậu đói tới mức như vậy, còn lên đường cái gì nữa. Cậu hãy ở lại nghỉ ngơi vài ngày đi. Tuy nhà ta chỉ có cơm canh đạm bạc, nhưng mà ít ra cũng có thể dưỡng lại cơ thể cho cậu. Đúng vậy đó. Ta không thể ở lại đây được đâu. Bây giờ cậu như vậy không có đi xa được đâu. Ta sợ ta sẽ liên lụy mọi người. Cha cậu Nhi à, ông hãy nói vài câu đi chứ. Trời ơi, tiểu huynh đệ, ở lại đi, hãy ở lại đi ha. Đại ca ca ở lại đây đi. Đại ca hãy ở lại đây đi. Nếu vậy thì ta xin ở lại vài hôm, làm phiền mọi người rồi. Ca ca, Quỳnh hãy yên nghỉ. Quỳnh háo thắng suốt cuộc đời này, ở dưới đó đừng có tranh đấu với người ta nữa. Ca ca, muội phải đi tìm Thiếp Ba Lạc cùng với Quỳnh ấy, giết chết Dương Mục Lao. Tuy hắn ta võ công cao cường, nhưng muội ở trong bóng tối, hắn ở ngoài sáng, cộng với việc được Ba Lạc giúp, muội chắc chắn có thể báo thù cho Quỳnh. Cùng là một miếng sắt dùng để làm kiếm thì là vũ khí giết người, nếu làm thành cái cuốc thì là nguồn gốc của sự sống. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, đều là một miếng sắt, nhưng phải coi cậu sử dụng nó như thế nào thôi. Thật ra làm cái cuốc cũng không có gì là không tốt. Ê, tiểu huynh đệ, cậu đang làm cái gì vậy? Ta không muốn dùng đau nữa, đem nó rèn thành một cái cuốc sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Đồng Đạt Tử Quán. Khách quan đi thông thả. Ê, mời khách quan vào đây. Ê, bên trong có chỗ, mời. Khách quan, cần dùng gì vậy? À, tiểu nhị ca, ta muốn hỏi thăm cậu một chút chuyện. Khách quan muốn hỏi thăm chuyện gì? Cậu có biết đường đi tới hoàng cung hay không? Khách quan không phải dân địa phương hay sao? Phải. Chuyện này, đường tới hoàng cung thì ta cũng không rõ cho lắm. Hay là khách quan ăn cơm trước đi, ta đi hỏi giùm cô. Ê, quân gia, là cô ta, hỏi thăm đường tới hoàng cung đó.
Nè, đứng dậy, mau đi theo chúng ta, mau lên đi. Mau đuổi theo. Sử cô nương à, cứ gọi ta Yến Vũ là được rồi. Lần cuối cùng ta và Thiết Ma Lạc gặp nhau là Quỳnh ấy và ca ca tới pháp trường giải cứu ta. Sau đó ta và ca ca đi khỏi, Quỳnh ấy ở lại chỗ đó. Hai hôm nay ta dò la được, Quỳnh ấy bị Dương Mục Lao bắt đi, nhốt ở trong thiên lao của hoàng cung đó. Vậy chúng ta đi cứu Quỳnh ấy. Không được, thiên lao canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta không thể xông vô. Hay là chúng ta đi bắt đầu sỏ trước. Bắt ai?